Chào mọi người nha, em Hoàng Lê hôm nay quay trở lại với khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để mà ghi nhận cái trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Trúc, sinh năm 1991. Chị Trúc theo như em biết thì bị một cái tai nạn rất là thương tâm khi mà bị nổ bình ga rồi bị phật xăng trong nhà dẫn đến bỏng nặng như mọi người thấy đây. Và hôm nay chị Trúc vừa mới thực hiện một cái ca mổ ghép da, chỉ còn hôn mê chưa có nói chuyện được. Cho nên là em sẽ phỏng vấn anh chồng của chị ấy. Dạ, chào anh nha. Trước hết cũng xin chia buồn với gia đình mình về cái sự việc xảy đến bất ngờ như vậy. Thì anh có thể anh giới thiệu về mình và anh kể lại cho mọi người biết cái thời điểm xảy ra sự việc thì nó như thế nào không ạ? Lúc đó thì em đang ở ngoài đồng. Hôm nay thì đang nấu đồ ăn. Anh nói lớn giùm em cho mọi người nghe rõ nha. Hôm đó là ngày mấy và mình đang làm đồng ở chỗ nào ạ? Ngày 20 Dạ. Phật là bỏng vợ anh với lại ai nữa? Con trai nữa. À, con trai của anh hả? Lúc đó là mình đang ở đâu? Đang ngoài ruộng. À, ngoài ruộng. Mình là quê ở đâu vậy? Quê Đồng Tháp. À, anh là tên gì? Phương. Anh Phương hả? Anh Phương là chồng của chị Trúc. Chị ấy vừa mổ xong cho nên còn hôn mê nhưng mà lâu lâu cũng có bị nói mớ. Lúc đó là mình nghe tiếng hả? Mình nghe tiếng động, mình nghe tiếng nổ hả? Chạy vô rồi thấy vợ con là mấy tuổi rồi? 2 tuổi. À, từ khi đó là anh thấy người của vợ anh với con anh như thế nào? Thấy là thằng trái á, nhập cửa. Xong có người ta lại giúp chở đi cho bệnh viện. Bệnh viện tỉnh. Tỉnh xong rồi nó được chuyển lên đây. Nhà người đóng tiền phí, bên này không có bảo hiểm á, hơi nặng á. Có ai ở nhà đồng hậu tâm hay nhà bệnh viện quân đó giúp đỡ gia đình. Bữa giờ đóng hết bao nhiêu tiền rồi ạ? Cả trăm triệu hả? À, đây cái tờ giấy đây ạ. Vô ngày 20 tháng 12 đến nay là chắc cũng gần 2 tuần. 2 tuần rồi. Rồi viện phí đóng gần 100 triệu. Rồi tiền đâu anh đóng? Một số nhà hậu tâm á, đỡ đóng giúp cái số nhà hỗ dai. Mình đã vay hết bao nhiêu tiền rồi? Vay với người bà con đó, nên lấy mượn mượn bao cũng được thôi. Ở dưới quê là anh làm ruộng hả? Còn vợ anh làm nghề gì? Vợ thì quê ở đây, làm công nhân mà, anh làm công nhân mà dịch rồi cái về quê. Về quê thì đỡ thời gian dịch nên làm ướm lại. Tại nhà làm ruộng không có gì dễ đâu. Dạ. Yeah. Thế bữa giờ là mổ hết mấy lần rồi? Mổ là mổ cắt lọc hả? Còn con anh thì sao? Con đang nằm bệnh viện Nhi Đồng quá. Là anh có biết tình trạng bé bây giờ như thế nào? Bây giờ cũng đang sốt. Bây giờ thở dài là vô phòng đặc biệt đó, chăm sóc. Bây giờ mới được ra. Mới ra mà vẫn hơi sốt lại nữa. Nãy anh nói con anh là mấy tuổi rồi ạ? 2 tuổi. 2 tuổi rồi hả? Con trai hả? Là mình là bao nhiêu người con? 2 người. À, là một đứa con trai là con đầu của mình luôn á hả? Dạ. Tiền tiểu của bà từ sáng giờ được nhiêu? 300 ạ. Còn cái này? Mày chưa có đổ nữa, chắc nó 300 á nha, 300-400 ạ. Mới mổ về. Rồi bữa giờ là anh là người duy nhất chăm sóc vợ ha, hay còn ai nữa? Mình em ạ. À, rồi ăn uống sinh hoạt đây như thế nào? Thì cơm thì bệnh viện đưa bằng, mình ra ngoài ăn cơm, ăn sáng với ăn này kia mua thêm. Rồi thằng nhỏ bên kia thì ai chăm? Nội chăm. Bà nội chăm hả?
cái thời điểm mà vô và chứng kiến vợ con mình bị như vậy, cái tinh thần mình như thế nào anh? Buồn quá, khóc quá trời. Nhưng mà xăng đó là mình tích trữ trong nhà hả? Thì vô cánh đồng á thì đâu có ai bán xăng đâu, mua đi dành đỡ xe mình chạy á. À, coi như là ở trong cái đồng sâu á hả? Mà xăng sao để cạnh cái bình ga chi cho nó nổ dữ vậy? Rồi rỉ không hay á. Còn người dòng nó nhiều nhiễu xuống á, còn không biết. Ga là ga mini hả? Coi xăng thì này nhiễu. Mấy bác sĩ bây giờ có nói là còn điều trị khoảng bao lâu nữa không? Hai ba ngày đưa hóa đơn đi đóng. Anh có cầm mấy cái hóa đơn anh cho em xem được không? Dạ, cầm ra cho mọi người xem giùm em. Đây đóng chị phí hay là đúng rồi. Đóng tiền tiền phí luôn, nếu mà chắc là không có Mạnh Thường Quân là mình cũng không biết sao đúng không? Dạ. Đây thưa mọi người, 43 triệu, đây là 12,5 triệu, 5 triệu, 10 triệu, rồi 17 triệu, quá trời luôn, tổng cộng là hơn 100 triệu ha anh. 4 triệu. Nguyễn Thị Ngọc Trúc. À, chỉ tên là Nguyễn Thị Ngọc Trúc hay là Nguyễn Ngọc Trúc? Nguyễn Thị Ngọc Trúc. Khủng khiếp. Này chị hôn mê vậy, bác sĩ nói chừng nào tỉnh lại anh? Thưa mọi người, anh Phương bây giờ là phải một mình chăm sóc vợ ở đây và con trai thì buộc lòng phải chuyển cho bà nội nuôi giúp ở bệnh viện Nhi đồng thành phố. Họ đã vay mượn hơn 40 triệu rồi và chắc chắn là cái tiền viện phí nó sẽ còn lên nữa. Bây giờ cái mong muốn lớn nhất của mình là gì anh? Dạ. Mong muốn lớn nhất của mình. Ví dụ sau khi mà hết bệnh thì mình sẽ làm gì đầu tiên? Thì làm lại từ đầu, kiếm công việc thì làm lại. Có như vợ thì giúp vợ lỡ lại những người gặp khó khăn. Mình là làm ruộng ở nhà, là nhà có ruộng đất không hay là đi làm mướn? Có mấy công mà, lúc bây giờ em đi làm mướn không à. Làm mướn trên Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương. À, cũng có lên trên Bình Dương làm mướn rồi hả? Nhưng mà hôm đó là về nhà làm ruộng hả? Hôm trước là em làm ở Đồng Nai nè, xong rồi nghỉ 2-3 tháng vậy. Tại vì được dịch á, công ty gì cái này kia cũng có cơ sở làm á, cũng nhiều quê. Ở Vinh Hoa, được dịch cái lên làm lại. Tốt như vậy không biết sao. Anh có thể đọc cái số điện thoại của mình cho mọi người được rõ, để có gì nếu mà ai muốn giúp thì đến gặp anh á. Cùng 96. Dạ. 2397 431. 0962397431. Số điện thoại của anh Phương. Anh Phương là năm nay là bao nhiêu tuổi? 89 là 32 tuổi. Dạ, 32, còn chị là 29 hả? Chị là 30 rồi. Dạ. À.
Vâng, cũng mong là mọi người có thể chia sẻ cho trường hợp này nhé. Nằm ở tại phòng số 4 của khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.